Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video nhận định thị trường hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Việt Nam nha. Ok, thì ngày hôm nay là phiên ngày mùng 2 tháng 2, thị trường của chúng ta có một phiên là tăng khá mạnh về các cổ phiếu mid-cap. Ví dụ trong ngày hôm nay đầu buổi sáng chúng ta có nhóm bất động sản tăng khá là mạnh với những con cổ phiếu nổi bật như là PDR, DIC, Novaland, CII, Shell hay Nam Long. Đó, hay là dòng đầu tư công ngày hôm nay cũng có con cổ phiếu LCG. Và dòng chứng khoán đến khoảng đầu buổi chiều cũng có cái sức tăng bật lên khá là tốt. Đó, nhưng mà đến cuối phiên thì thị trường của mình nó không giữ được và nó đóng cửa ở cái mức gọi là tạo ra một cái zone nến dài. Cái giai đoạn này em chung gọi đây là cái giai đoạn tăng trong nghi ngờ mọi người nhé. Vẫn quan điểm với mọi người trong các video gần đây rồi là thị trường của mình nó ở trong cái giai đoạn đầu sóng và có sự chuyển dịch dòng tiền từ cổ phiếu banh sang cổ phiếu mid cap. Đấy, nhưng mà cổ phiếu mid cap thì nếu mà nó lên thốc thì nó sẽ tạo ra sự hưng phấn trong thị trường rất là cao. Mọi người sẽ chỉ có thể mua sau đó thấy cổ phiếu mình tăng ngay trong một cái giai đoạn nó gần về cuối sóng thôi, vì cái lúc đấy thị trường nó sẽ khiến cho chúng ta mù mịt đấy, tức là mua đâu nó cũng đúng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại chỉ có những cổ phiếu nào được thị trường lựa chọn để leader thì nó mới có cái sức tăng tốt, ví dụ như con PDR chẳng hạn, hay dòng chứng khoán thì có những con cổ phiếu như là FTS, MVS chẳng hạn, thì cái giai đoạn đầu tiên nó mới tăng mạnh thôi. Còn những con cổ phiếu khác nếu chúng ta mua sai trong giai đoạn này thì nó chưa tăng mọi người. Em nói là nó chưa tăng nhưng mà tương lai nó sẽ tăng và nó tạo ra chúng ta một cái sự nghi ngờ là liệu cổ phiếu của mình trong tương lai có tăng hay không. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích kỹ về cái việc này mọi người nhé. Anh chị em xem video nhớ để lại cho em Trung một lượt like cũng như là comment những cái trái tim màu tím bên dưới phần bình luận nha. Đó, ok, đi vào thị trường. Hôm nay chúng ta có một phiên về chỉ số là đi ngang mọi người nhé. Thì vẫn cái quan điểm là với chúng ta là về chỉ số đoạn này, khi mà banh nó đã nghỉ rồi thì thị trường nó khó có thể tăng mạnh về mặt chỉ số được, nó sẽ giữ một cái vùng sideways đi ngang ở đây. Và cái vùng này là cái vùng mà chỉ cần tăng 10 điểm thôi thì mid cap của mình nó sẽ tăng rất nhiều. Đấy, nó bước qua cái giai đoạn mà thị trường nó tăng 100 điểm, tài khoản chúng ta không tăng gì rồi. Và đây là cái giai đoạn mà em gọi là siêu kiếm tiền mọi người nhé. Giai đoạn siêu kiếm tiền là chỉ tập trung đánh những cổ phiếu mid cap thôi, là lợi nhuận của chúng ta có thể hơn giai đoạn trước rất là nhiều. Đấy. Nhìn về mặt phân tích kỹ thuật nhé, thì sau cái phiên ngày hôm qua nó lấy lại được cái mốc trên can 1166 là tương đối tốt và hôm nay nó cũng duy trì được ở đây. Như vậy là thấy ổn, thanh khoản có sự gia tăng, tức là cái dòng tiền trong thị trường của bây giờ nó đang có sự cải thiện hơn so với một cái giai đoạn đi ngang. Và nhìn về mặt kỹ thuật chúng ta có thể thấy là được cái đường giao găm 65 hiện tại nó đang có xu hướng cắt lên đường giao găm 129, thì cái này chúng ta đã tham minh với nhau rồi. Tham minh từ cái giai đoạn mà thị trường nó ở đây cơ, là khi mà cái hai cái giao này nó phải có sự đồng bộ, hai cái giao này nó phải có sự đồng bộ và nó phải giao găm bé nằm trên giao găm to thì chúng ta mới có một cái giai đoạn mà thị trường nó tăng thực sự. Thì bây giờ nó đang sắp đến cái giai đoạn đấy rồi, chúng ta hãy tập trung vào cổ phiếu hơn là thị trường mọi người nhé, vì mặt điểm số thị trường bây giờ là cũng không quan trọng nữa rồi. Đó, tập trung vào cổ phiếu nào mạnh thì chúng đấy. Đấy, còn những cổ phiếu nào anh chị em đã mua rồi chỉ cần mua đúng dòng thôi thì tương lai nó sẽ tăng. Đó, nhìn về trên thị trường hôm nay có 267 mã giảm và có 199 mã tăng. Những chủ yếu cổ phiếu tăng mạnh là PDR tăng 4% này, Novaland 1,8%, VIX 1,72% này, Nam Long này, CI cũng tăng được đến 1,9%, MWG hôm nay tăng 2,6%. Thì phiên hôm nay cuối phiên nó có cơ cấu quỹ một chút thì có thể là có cái sự biến động tương đối. Nên em nghĩ là cái sự biến động trong ngày hôm nay nó cũng không quá là nhiều mà nó cũng chỉ là cái sự rung lắc nhẹ nhàng ở cuối phiên thôi. Nên cũng rất là hay. Trong nhóm hôm nay có view một số cái nhận định như thế này là VN Index nó sẽ dao động tích lũy biên độ 116x đến 118x trước khi có diễn biến mới. Chúng ta đã thấy được cái nhóm bất động sản công nghiệp nó vào sóng trung hạn nó mạnh mẽ như thế nào mọi người nhé, tức là cái dòng tiền nó đẩy lên liên tục mà thị trường nó đã xác định đánh rồi ấy, là nó đánh không cho chúng ta mua, nó đánh không cho chúng ta mua đâu đấy chị em nhé. Đấy, tức là nó tăng nó chỉnh, nó sẽ chỉnh rất nhẹ nhàng thôi và những cái điểm chúng ta chờ để mua lại là gần như nó sẽ không có. Nhưng còn nếu mà nó đã chỉnh để chúng ta mua lại thì cổ phiếu sau đấy nó không thể tăng mạnh được nhiều. Đấy là cái giai đoạn mua nó sẽ rất quan trọng, tập trung vào những cái cổ phiếu nào còn tích lũy ở biên trên và nó còn ở nền là chúng ta có thể tham gia. Thì sáng ngày hôm nay lúc 6 giờ 15 à 6 giờ 50 có nhắn với mọi người VCI, VIX, PDR, DIG, VCG, LCG, TCH, Dabaco là những cổ phiếu mà nó cân bằng được ở phía trên và có thể tham gia được luôn 1 phần 2 vị thế. Thì ngày hôm nay có VCI, VIX, PDR và LCG là hôm nay nó tăng tốt rồi. Đấy. Thì tức là mọi người cũng đã ít nhất là đã có những cổ phiếu này rồi. Trong danh mục hiện tại thì em nghĩ mọi người cũng đã đủ ngành rồi. Việc của chúng ta bây giờ là cầm hàng thôi. Đấy. Và trong suốt xuyên suốt cái giai đoạn này nó liên tục nó sẽ tạo ra những cái phiên mà anh chị em bị nghi ngờ.
Nếu con nói như thế này thì có thể là nó sẽ làm cho anh xem thấy bồn chồn, cổ tăng thì cổ đầu, cổ không tăng thì mãi không tăng. Ví dụ như là anh xem nó cầm DXG đi mà nhìn BDR sẽ thấy cảm thấy thực cực kỳ là chán, bởi vì cái con cổ phiếu của mình nó không tăng nhưng mà PDR sao nó tăng mạnh thế, thì có nên cơ cấu không em? Đấy, thì em nghĩ là nếu mà chúng ta cứ chuyển dịch dần từ DXG sang PDR thì cổ phiếu DXG sau này nó sẽ rất nhẹ, thì lúc sau đấy cổ tàu nó bớt nặng là nó mới đánh lên. Có thể giai đoạn trước Tết là cái đoạn mà thanh khoản của thị trường nó chưa được quá nhiều đấy, thì những cái con nào mà cái dòng tiền lớn nó đã xác định là nó đánh thì nó sẽ đánh rất mạnh luôn ngay từ thời điểm trước Tết này. Ví dụ anh xem thấy con MBS nó đã xác định nó đánh lên là nó sẽ đánh lên liên tiếp mà nó không có những cái cú nó chỉnh lại luôn đấy. Còn những con nào nó xác định không đánh thì nó mới dành hẳn thời gian sau Tết nó mới đánh, mọi người nhá. Vậy nên cái cơ hội của chúng ta kể cả bây giờ hay là sau Tết em Trung đánh giá là vẫn còn rất là nhiều để chúng ta có thể tham gia với những cổ phiếu. Và cái dòng ngân hàng thì ngày hôm nay nó cũng có một cái sự tác động tương đối đến thị trường của chúng ta, khi mà những con ngân hàng nó cũng có cái sự điều chỉnh cũng gọi là tương đối mạnh. OCB này mọi người thấy này, đúng không? Điều chỉnh rất mạnh nhưng mà gần như là nó vẫn giữ được nền, đúng không? Đấy, VPBank này, đúng không? Về thời điểm mà nó có những cái sự bùng nổ vốn rồi thì những cái cổ phiếu yếu nó bị điều chỉnh mạnh hơn. Những cái cổ phiếu khỏe thì gần như là nó cũng không chỉnh quá nhiều. Đấy, SHB này hôm nay điều chỉnh gần như là gãy giao găm. Thì SHB em có nhắn với mọi người trong Zoom rồi là đánh khá là giống với cái vùng chân sóng hồi tháng 4 của nó, là nó cũng rũ khá mạnh về vùng giao găm, thậm chí là gãy, nhưng sau đấy nó bật hồi lên được và có tạo ra được hai cái đáy ở đây và nó đi lên. Đấy, xác suất nó tạo ra vậy là rất là cao. Giai đoạn này nó gần như là y hệt thôi, nó là y hệt. TVBank cũng vậy này, điều chỉnh 2% nhưng mà nó lại về ngay cái cây này rồi. Đây là cái cây bùng nổ vốn to và là cái vùng hỗ trợ của con TVBank nó đã tạo ra. Là mọi người có cầm bay trong giai đoạn này thì em nghĩ là cứ bình tĩnh, khi nào mất đi những cái vùng hỗ trợ mà nó đã cố đánh lên rồi thì chúng ta mới phải bán. Còn bây giờ thì bay nó vẫn chưa có nguy hiểm mà nó về đến những cái vùng hỗ trợ cứng rồi, chúng ta cứ yên tâm mọi người nhá. Đấy là về dòng bay. Tiếp theo là về hai cái cổ phiếu bất động sản mà chúng ta có nói trong cái đầu video, là về con PDR. Là khi ngày hôm nay nó đã xác định vượt đỉnh lên rồi thì nó sẽ đánh mạnh tiếp trong các phiên tới mọi người nhá. Chúng ta đã có dấu hiệu tham gia đối với cổ phiếu PDR ở hai phiên, là phiên ngày 26 tháng 1 và phiên ngày 2 tháng 2, là phiên hôm nay. Thì với cái trạng thái hiện tại của cổ phiếu PDR, cái khả năng mà nó có test nhiều lắm ấy, thì nó cũng sẽ chỉ quay về vùng 29 rồi, đúng không? 29.1 rồi. Đấy, thì đó là sẽ là cái điểm mà chúng ta có thể gia tăng cuối cùng với cổ phiếu PDR trong giai đoạn này. Đấy, thì thị trường của chúng ta nó bây giờ ấy, nó sẽ chỉ đánh những cái cổ phiếu leader thôi, và mọi người sẽ chỉ thấy những cổ phiếu leader nó tăng mạnh trong giai đoạn này. Đấy, bắt đầu những chị em cầm hàng ở bên dưới, ví dụ như là cầm sell hay là cầm HDC này, cảm thấy rất khó chịu. Nó tạo ra những cái cây nến như thế này, nhìn thấy nó sẽ không có gì xấu cả bởi vì cái áp lực bán nó không quá nhiều, nhưng mà cổ phiếu của mình không tăng trong khi những cổ phiếu khác của người ta cầm tăng như vậy. Cảm giác trên những cái Zoom cộng đồng người ta khoe lãi liên tục mà cổ phiếu danh mục mình đỏ là sẽ thấy rất khó chịu, rất bồn chồn trong giai đoạn này và muốn nhảy nhót. Nhưng cái việc cấm kỵ trong cái giai đoạn đầu sóng là chúng ta nhảy nhót mọi người nhá. Chúng ta cứ nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại ở các cổ phiếu, trong khi đấy là điểm mua dần dần nó sẽ được kéo lên cao hơn này. Đấy, đúng không? Dạo này cổ phiếu PDR nó đi ngang này, anh chị em cứ nhảy qua nhảy lại này, xong đến lúc nó kéo lên rồi anh chị em phải lại mua lại điểm cao hơn. Hay tương tự như vậy thôi. Còn DIG này, bây giờ nó còn đi đi ngang, trong những cái phiên trước nó còn đi ngang. Hôm nay nó kéo lên dù có cụt đầu đi, nhưng mà thanh khoản như thế này là rõ ràng là vào. Chúng ta nhìn ở trong cái đồ thị này, nó lực bán gần như là rất là ít, mà nó chỉ là một cái phiên nó test lại cái hỗ trợ quanh vùng 27.3 thôi, 27.4 thôi. Đó. Thì chúng này đây là cái vùng mà chúng ta có thể tham gia được đối với cổ phiếu DIG. Thế là hoàn toàn hợp lý chứ cũng không phải là một cái phiên nó gọi là upbo đâu. Đấy, mọi người lo sợ những cái phiên như thế này. Em thấy là nếu mà ngày mai nó có trả điểm và nó có tăng được lại với cây nến dâu như thế này thì nó hoàn toàn là bình thường. Đấy, ví dụ như ngày hôm trước có con cổ phiếu LCG chẳng hạn. Đấy, cái phiên hai hôm trước nó có làm cái phiên cụt đầu, không gọi là cụt đầu phiên này, nhưng phiên hôm sau nó tăng lên được, cũng cùng phiên hôm nay nó còn mở gap tăng, nó tăng lên với cái thanh khoản vào khá là mạnh. Thì chứng tỏ là ở cái giai đoạn hiện tại ấy, nếu mà đã có xác nhận dòng tiền vào sau một cái giai đoạn tích lũy rồi thì cái xác suất 90% là cổ phiếu nó sẽ lên mọi người nhá. Còn nếu nó không lên được ấy, nếu nó không lên được mà nó tiếp tục nó bị bán ngược lại thì nó cũng sẽ tích lũy lại để nó đi lên thôi. Ở cái giai đoạn hiện tại để anh chị em bị lỗ sâu với những cổ phiếu mua ở nền em thấy là rất khó. Đấy, tập trung vào những cổ phiếu nào nó còn đang ở điểm tích lũy là nó sẽ là những cái điểm mua an toàn. Ví dụ như Novaland chẳng hạn này, em thấy điểm mua bây giờ vẫn còn an toàn mặc dù nó đã tích lũy ở bên dưới thôi, nó không phải tích lũy ở bên trên. Thì cái quá trình này Nolan nó sẽ còn phải tích lũy để nó đánh lên trên này,
nó xây thêm cái nền ở trên này rồi nó mới lên được tiếp rồi nhá. Nó cũng rất giống với giai đoạn này, là một cái giai đoạn tích lũy ở phía bên dưới đánh lên bên trên này, tích lũy ở phía bên trên rồi nó mới vào xong. Và riêng con Novaland ấy, mọi người sẽ thấy một cái phiên thanh khoản to như thế này mà cổ phiếu nó không tăng được. Đấy, nhưng mà bản chất của Novaland nó là một cổ phiếu to mọi người nhá, dòng tiền nó sẽ phải đánh lên nhiều lần. Ở cái giai đoạn này mọi người sẽ thấy là Novaland nó đánh lên một cây này, đánh lên hai cây này, đánh lên cây thứ ba thanh khoản tiền to nó mới đánh thật. Đấy, vì cái lượng hàng của Novaland này nó rất là nhiều. Đấy, cần thiết để huy động là vốn số tiền rất là to. Anh xem thì nhìn thấy những cây vuông to này chỉ cần đủ khoảng 2-3 cây thôi là cổ phiếu Novaland sau đấy nó sẽ đánh thật. Chúng ta không cần lo lắng về quá nhiều của Novaland này mọi người nhé. Đó thì đấy là về cái cổ phiếu Novaland. Tiếp theo hôm nay chúng ta có con Đạt Phương, hôm nay cũng tăng được 1,5%. Đã có những lúc mà Đạt Phương nó đã vượt ra khỏi cái vùng 41.2 này rồi. Đấy, tuy nhiên là đóng cửa nó không được vượt. Thì em hy vọng là đến phiên ngày mai thì Đạt Phương nó sẽ có một cái cây phủ nhận cái dâu này, và vượt hẳn lên được cái 41.8 ở phiên thứ hai nha mọi người nhá. Thì ngày mai thì thứ bảy chủ nhật chúng ta nghỉ ngơi rồi. Nam Long này đó cũng có một cái pha đánh bung lên rất là mạnh nhưng mà chưa vượt được. Đó, thì con Nam Long này thì em vẫn tích lũy xây nền ở đây thôi, em nghĩ là nó sẽ chưa cần vượt ngay, tích lũy xây nền ở đây đi ngang đây thêm một vài phiên nữa và cân bằng được ở phía bên trên này nhá, cân bằng được ở phía bên trên này đấy, xong nó sẽ vượt. Khi con này nó vượt rồi chúng ta sẽ có vùng giá 44. Đất Xanh hôm nay tiếp tục đi ngang thôi. Mua sai ở giai đoạn này, cái đoạn đầu sóng người mua sai cái cảm giác sẽ rất khó ăn. Nhưng mà cổ phiếu hiện tại thì nó vẫn đang ở trong cái vùng tích lũy và vô nó rất là thấp nên là nó không phải là một cái vùng quá xấu cả. Trừ khi con cổ phiếu nó ra cái tin tức gì đấy nó cực kỳ xấu thì nó mới bị bán tháo mạnh thôi. Nhưng với những cái cổ phiếu như này mà doanh nghiệp nó đã có kế hoạch phát hành thêm rồi thì em nghĩ là nó trong tương lai nó sẽ đánh lên thôi. Chỉ là thời điểm hiện tại cái dòng tiền lớn nó chưa gom đủ hàng nha mọi người nhé, chưa gom đủ hàng. Mọi người kiên nhẫn với những cổ phiếu này. Đó, kiên nhẫn là cái cần thiết. Chúng ta kiên nhẫn được ở trong giai đoạn này thì đến lúc mà uptrend ấy, những cái cú rung lắc thì tâm lý của chúng ta nó vẫn cầm cự được để vượt qua được những cú rung lắc, không bị mất hàng mọi người nhé. Tiếp theo là đến nhóm chứng khoán, trong ngày hôm nay là một nhóm có cổ phiếu MVF, có những lúc mà nó tăng đến tận 4%. Thì cái mọi người sẽ thấy là nó tạo ra một cái dấu nến như thế này. Thì em tập trung đánh giá là do ngày hôm nay thì nó làm cái phiên tăng thứ hai rồi, mà trong một cái giai đoạn mà thị trường thanh khoản thị trường nó thấp ấy, thì tăng một phiên thôi là em thấy nó đã dùng khá là nhiều tiền. Xanh đỏ có thể đan xen đấy, đỏ có thể đan xen, những cái việc mà nó tăng là chúng ta không thể phủ nhận. Từ cái điểm mua ở nền của chúng ta là cái điểm 23.6 là đã có báo với mọi người trong cả nhóm cộng đồng chúng ta tham gia được cái phiên này, đua luôn ở phiên này. Đấy, đến giờ thì con MBF nó tăng được 12% rồi, thì một cái cổ phiếu vượt đỉnh mà nó còn tăng thêm như thế này thì mọi người bảo là nó là vào sóng hay là không, chắc chắn là nó vào sóng rồi đúng không, chắc chắn là nó vào sóng rồi thì nó mới tăng được như thế chứ. Chứ chẳng có cổ phiếu nào không vào sóng tăng được vài phần trăm từ đỉnh như này, tăng liên tiếp 3 cây tiền vào liên tục. Đấy, thì liên tục cái con tiếp theo trong dòng chứng khoán nó cũng kéo lên như vậy. Mà khi nó đánh cả dòng như vậy thì chúng ta gọi là sóng ngành. Mà nếu mà đã đánh sóng ngành rồi thì cứ cầm cổ phiếu trong ngành thôi là kiểu gì nó cũng tăng. Mọi người cứ yên tâm cầm những cổ phiếu này đi. Đấy, cầm VIX này, không hôm nay không vượt thì ngày mai ngày kia vượt, thì sau Tết vượt. Chúng ta không cần phải lo mọi người nhé. Đó, VCI này hôm nay cũng có một cái pha vượt lên này, hôm qua thì nó đã vượt lên rồi, nó đã vượt lên khỏi kênh tam giác từ cái phiên bùng nổ vol ngày 31 tháng 1 rồi, và phiên hôm nay tiếp tục tiền vào đánh lên, có mở gap ra nhưng trong phiên không bị lấp gap, thì em cho rằng đây là một cái gap tốt. Đó, nó có thể nó sẽ bị lấp trong một hai phiên tới nhưng không sao cả, nó có lấp đi nhưng với điều kiện chúng ta lấp với vol thấp là ok. Đó, CTS này hôm qua nổ vol lên tiếp tục, hôm nay có mức tăng 1%, dòng tiền tiếp tục vào nhé, và mặt bằng thanh khoản em đã thấy gia tăng rồi. Và mặt bằng thanh khoản em chỉ cần nó duy trì ở cái mức gọi là ngang với những cái phiên cao nhất trong cái giai đoạn nền này là ok, không cần thiết phải quá cao mọi người nhé. FTS này, SSI này, mọi người thấy tiếp tục tăng này. Những cái nến cụt đầu như này trong cái giai đoạn thời điểm đầu mọi người sẽ thấy rất nhiều này đúng không, ngay giai đoạn nó vượt lên nhé nó sẽ tạo rất nhiều những cây nến nó bị cụt đầu như này, xong cuối cùng nó vẫn là tăng, nó cuối cùng nó vẫn là tăng một hai tuần tích lũy xong nó lại tăng tiếp. Đấy, nó liên tục tạo ra những cái sự nghi ngờ cho chúng ta là thị trường nó có cái gì đấy nó không ổn. Đấy, nhưng rồi đến cái giai đoạn mà anh chị em mua một phát, anh chị em thấy một cây tăng 4% mà nó không bị giảm nữa, không bị cụt đầu nữa, thì cái giai đoạn đấy lại là những cái giai đoạn mà tiền nó đến nhanh, thì tiền nó cũng đi rất là nhanh. Đấy, tiền nó đến nhanh thì tiền nó cũng sẽ đi rất là nhanh. Bây giờ là cái giai đoạn mà tiền nó sẽ kiếm được bền vững nếu chúng ta mua ở những cái điểm an toàn. Đầu tư công thì sao? LCG đấy tăng 2% rồi, hôm nay có một phiên gọi là chớm vượt đỉnh rồi, tăng như vậy thì em đánh giá là ổn. Và cái con này em sẽ kỳ vọng vào thời điểm
Có thể là trước Tết nó đánh nhẹ lên, nhưng mà sau Tết nó sẽ có sự bùng nổ và vào sóng mọi người nhé. Tích lũy cũng rất là lâu rồi, tích lũy cũng rất là lâu rồi. Cái thời điểm nó vượt ra khỏi biên này là chúng ta đã có những cái sự xác nhận của dòng tiền vào nữa rồi, và hai kiếm của chúng ta đã phi lên khỏi mây rồi, thấy là tương đối đẹp cho cả mặt khung tuần nữa, nó cũng tương đối là tốt. Đó, cái sự vượt mây này có thể xảy ra, ít nhất thì cũng phải lên được đến vùng 13.6 mọi người nhé. CEE thì ngày hôm nay có báo với mọi người trong nhóm một cái điểm mua pocket pivot đó, đối với cổ phiếu CEE khi mà nó vượt được lên lại giá tăng, đây là một cái điểm mua pocket pivot, và hoàn toàn là cái điểm này trong một vài phiên tới là cổ phiếu CEE nó có thể vượt ra khỏi vùng 19, target thì nó vẫn quanh vùng 19-20 riêng cổ phiếu CEE thì mọi người sẽ thấy nó lên khá là giật cục đấy, nó lên xong lại chỉnh, nó lên nó lại chỉnh, lên lại chỉnh. Cổ phiếu này đánh T cộng em thấy sẽ hợp lý hơn là đánh sóng. Nhưng mọi người tất nhiên là mọi người cầm sóng thì vẫn ok. FCN đi ngang, C4G đi ngang, HHV đi ngang. Thì đối với những con cổ phiếu ở kênh dưới như thời điểm hiện tại thì cái xác suất mà nó đánh ngay vào dịp trước trước Tết như này thì em thấy là không thể. Nên nếu mọi người có cầm những con này thì hoàn toàn mọi người có thể là nếu nó chưa vi phạm gì, chưa vi phạm cái điểm bán gì thì chúng ta hoàn toàn có thể là nghỉ ngơi để ra sau Tết chúng ta quan sát tiếp nó cũng được. Không vấn đề gì mọi người nhá. Sẽ chưa đánh ngay ở trong giai đoạn hiện tại. Chú ý xem con VCG này thôi, con này là cổ phiếu đã cân bằng ở phía bên trên. Thì như em nói là những cái cổ phiếu cân bằng được ở bên trên ấy, chúng ta nên thật sự chú ý vào nó, bởi vì đây nó sẽ là những cái cổ phiếu mà cái tiềm năng nó đánh trước Tết là có rất có khả năng nó sẽ đánh trước Tết. Chú ý thật kỹ cho em, chỉ cần có một cái phiên nó nổ lên thôi, con VCG nó sẽ vào sóng trong giai đoạn này. Tương tự với KHB này, nó những cái sự điều chỉnh ở biên trên như thế này, nó hoàn toàn là một hai phiên sau nó có thể tăng ngược trở lại. Dòng bán lẻ ngày hôm nay cũng khá là hay khi có cổ phiếu MWG, thì em nghĩ con này đến cuối phiên nó được cơ cấu có cái nhịp mua vào đó, tại vì trong phiên thì nó cũng chưa vượt được hẳn khỏi cái vùng 47 này, nhưng đến cuối phiên nó đóng cửa trên 47.4 rồi, và muốn đóng cửa trên 47.4 thì nó đã vượt ra khỏi vùng giao găm rồi. Thì một cổ phiếu mà nó đã vượt ra khỏi vùng giao găm này thì nó sẽ có cái vị kỳ vọng cao hơn là lên đến quanh vùng 49-50 mọi người nhé. Có hàng thì em nghĩ cứ cầm. FPT sau phiên nổ vô ngày hôm qua chúng ta sẽ có cái target lên 105 mọi người nhé. Anh chị em nào có hàng tiếp tục cầm giữ và chốt ngắn quanh vùng 105. Họ chốt ở đây chốt 1/2 và sẽ chờ. Vì một cái nền kéo dài như thế này thì chúng ta sẽ không thể dừng ở đây đâu. Em sẽ không thể dừng ở đây đâu. Thậm chí là nếu nó lên đây, nó có sự điều chỉnh mạnh trở lại, chúng ta lại cover trở lại vùng 100. Rồi đánh tiếp lên đến vùng 112 mọi người nhá. Bán ở 105 này, canh bán ở đây, rồi về vùng 100 cover lại, đánh ở vùng 112. Tương tự với cái con P&G, rất giống con P&G thôi. Đấy, chặn target 1 này, đánh về giao găm khách sạn này, đánh về quanh khách sạn này, xong lên tiếp. Nó sẽ chờ những cái diễn biến y hệt như thế này của con FPT. FRT hôm nay có phiên lên 119. Target của em Trung đối với mọi người thì em có nói trên các buổi livestream rồi là con này có thể lên đến vùng 116 đến vùng 120. Thì bây giờ nó lên sát quanh vùng này rồi thì em nghĩ là đây là cái điểm chúng ta có thể bắt đầu thực hiện lợi nhuận hóa nếu anh chị em nào có hàng đối với cổ phiếu FRT nha. Massage. Massage thì đoạn này không đánh được. Tiếp theo đến dòng bất động sản khu công nghiệp thì tiếp tục là con GVR xanh được 2% mở gap, và con SSC của xanh trong ngày hôm nay. Còn lại thì các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khác đang có dấu hiệu điều chỉnh sau liên tiếp hai phiên tăng mạnh, ba phiên tăng mạnh, thì sự điều chỉnh này là hoàn toàn cần thiết, và thậm chí là một hai phiên sau thì GVR có thể điều chỉnh về lớp gap. Nhưng mà nếu cái cơ hội nó điều chỉnh về lớp gap và nó tái tích lũy ở đây thì nó sẽ tiếp tục tạo ra chúng ta cho cái điểm mua chúng ta. Và cái điểm mua lần này thì em nghĩ là chúng ta có thể đánh T cộng lướt lát được, hoàn toàn hợp lý nếu nó có lớp gap và nó test về quanh cái vùng giá 23.5 mọi người nhé. Đấy là đối với cổ phiếu GVR. Và khi cái dòng bất động sản khu công nghiệp nó điều chỉnh ấy, chúng ta cứ nhằm những cái cổ phiếu khỏe nhất chúng ta mua, không việc gì mà chúng ta phải mua những cổ phiếu ở dưới cả. Chúng ta chỉ mua những cổ phiếu ở dưới khi cái giai đoạn đầu sóng thôi, cái đoạn ba phiên trước chẳng hạn mọi người không mua được những cổ phiếu như GVR thì mọi người mới phải mua những cổ phiếu như là VGC, như là IDICO, như là KBC thôi. Còn bây giờ cổ phiếu đồ bất động sản khu công nghiệp nó điều chỉnh rồi, nó có sự điều chỉnh trở lại thì chúng ta cứ nhằm những cổ phiếu khỏe nhất chúng ta đánh mọi người nhá. Cứ hai con GVR, SSC đánh cho em. CTD hôm nay có một phiên tiếp tục điều chỉnh nhẹ, với cái thanh khoản như thế này thì cũng không phải là quá to, mà chúng ta sẽ xem xét tín hiệu với con này. Đây cũng là một cổ phiếu mang tính dẫn dắt của thị trường, về đến vùng nền này thì nó cũng chưa xuất hiện cái áp lực nào bán quá mạnh, và tiếp tục quan sát thôi. Gách này, gách cũng đang đi một cái nền nhỏ ở phía bên dưới. Thì đối với những con cổ phiếu xây nền ở phía bên dưới như thế này với một cái giai đoạn trước Tết thì em nghĩ nó sẽ chưa đánh ngay, mà đến sau Tết thì khả năng là dòng tiền nó mới quay trở lại, nó tìm đến những cổ phiếu này mọi người nhá. Quan điểm đấy thôi.
vận tải. Hôm nay mọi người sẽ chú ý cho em con HAH. HAH là một cổ phiếu đang tạo ra một cái tay cầm ở từ vùng giá 37.9 đến vùng giá 37. Thì khi mà con này nó chỉ cần phiên một vài phiên tới nó có cái pha nó vượt ra khỏi kênh giá thì nó sẽ tạo ra chúng ta cái điểm mua đầu tiên ngay khi nó vượt ra khỏi kênh giá giảm ở đây đó. Và điểm mua thứ hai của chúng ta nó sẽ là cái điểm mua khi cổ phiếu HAH nó vượt đỉnh đó. Chỉ cần một phiên tăng ở đây này, chúng ta có điểm mua đầu tiên, và phiên tăng thứ hai vượt đỉnh thì đây là sẽ là điểm mua thứ hai của chúng ta đối với cổ phiếu HAH. Cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu rất là khỏe trong giai đoạn này, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là nó sẽ có một cái đạn sóng sau khi nó vượt đỉnh được. Đi qua một số cổ phiếu khác như là TCH này, hôm nay có một phiên đi ngang thôi. Cổ phiếu này thì cũng đang tạo ra mô hình cốc tay cầm tương đối là đẹp mọi người nhá. Đấy, cốc tay cầm này, cốc tay cầm đúng không đó, và chỉ cần nó vượt lên khỏi cái vùng đỉnh này chúng ta sẽ có điểm mua tiếp theo, điểm mua khi vượt ra khỏi vùng 14 mọi người nhá. Khi vượt ra khỏi vùng 14 thì con cổ phiếu TCH này nó sẽ vượt đỉnh. Dabaco hôm nay cũng có một phiên điều chỉnh nhẹ đó, cũng dạng tạo ra một cái cốc tay cầm rồi. Hoàn toàn là cái cốc tay cầm này chúng ta sẽ có cái điểm mua khi mà nó vượt ra khỏi vùng 27.9 mọi người nha. Vượt ra khỏi vùng 27.9 nó sẽ là cái điểm mua tiếp theo đối với cổ phiếu Dabaco. Bên em thì cũng đã có tham gia của Dabaco quanh vùng 26, tham gia 1 phần 3 tỷ trọng. Thì 1 phần 3 tỷ trọng tiếp theo nó sẽ chờ con Dabaco nó vượt đỉnh. Nếu nó vượt đỉnh được nó sẽ gia tăng luôn ở đây, thậm chí là gia tăng nốt 2 phần 3 còn lại mọi người nhé. Mọi người sẽ chú ý cho em thêm con Dabaco này. Cổ phiếu này vào sóng thì chúng ta nó sẽ có cái vùng 32 mọi người nhé, sẽ có vùng 32 sẽ là cái vùng mục tiêu đối với cổ phiếu Dabaco, 32 đến 33 trong tương lai đó. Cổ này em cũng rất kỳ vọng bởi vì cách đánh của những con cổ phiếu này nó sẽ y hệt như con PC1, là sau cái phiên vượt biên ấy nó có thể nó sẽ tạo ra hai cái phiên bị bán ngược trở lại khi mà cổ phiếu nó lại chạm vào cái vùng đỉnh, nhưng một hai phiên sau đấy chỉ cần một người nó thấy có lại cái sự tăng điểm trở lại và vô nó thấp một chút thôi thì chúng ta phải nhảy luôn vào đấy, vì chưa chắc là cái phiên mà cổ phiếu nó đánh vượt đỉnh là chúng ta đã mua được đâu. Đấy, riêng với con PC1 ngày hôm nay, hai ba phiên ngày hôm nay nó có sự điều chỉnh trở lại, nó lại tạo cho chúng ta cái điểm mua quanh vùng giá 29.4. Xét về mặt điểm mua ấy thì mua ở đây hay mua ở đây thì nó cũng như nhau thôi, đúng không? Nó cũng không có cái sự khác biệt gì nhiều về giá, nhưng mà những cái điểm mua test lại thì thường là nó an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, nó gọi là những cái điểm mua sớm thì nó không có cái sự an toàn bằng những cái điểm mua test lại. Đấy, canh quanh vùng giá hiện tại là chúng ta có thể tham gia được với cổ phiếu PC1 quanh vùng giá 29.3 rồi mọi người nhé. 29.3 là chúng ta có thể mua được với PC1 rồi, thì chưa chắc là nó đã đánh về khách sạn 28.55 đâu, mà chỉ cần quanh ten can này là thôi là nó đã có cái sự bật trở lại rồi. Ngoài ra thì một số nhóm ngành khác như là hóa chất hay là dệt may hay là thủy sản trong phiên ngày hôm nay thì em chưa thấy có cái gì nó quá nổi bật đó. Thì giai đoạn tới mọi người cứ tập trung đánh những cái dòng cổ phiếu tấn công cho em nhé. Ngoài ra thì chúng ta có dòng cổ phiếu thép trong phiên ngày hôm nay đã có sự bật trở lại và cân bằng. Thì như em nói với mọi người rồi, mọi người nhìn con HSG ấy, sau phiên nó bị bán mạnh đầu tiên thì ba phiên tiếp theo nó cân bằng với vốn thấp, NKG nó cũng vậy đó. Sau phiên bán mạnh đầu tiên thì đây là phiên thứ hai nó cân bằng với vốn thấp rồi, gần một hai phiên nữa thôi. Hiện tại nó đang test cái đáy thứ nhất rồi, đáy thứ nhất quanh vùng 24 nhé, nhất chỉ cần test thêm một cái đáy nữa quanh vùng 24 nữa thôi là sau đấy cổ phiếu NKG nó lại bật tăng trở lại thôi. Đó, xét về điểm thì chúng ta đang ở ngay trên cái kênh giá rồi, đúng không? Ngay trên kênh giá rồi, nó phản ứng rất mạnh ở kênh giá. Thì đây là cái điểm mua của chúng ta. Nếu mọi người chưa có thép thì chúng ta phải thăm dò ngay khi cổ phiếu nó đã giảm như thế này. Đấy, nếu mà nó test lại thành công và nó có cái sự bật lên ấy, thì nó sẽ làm cái điểm chúng ta gia tăng và hoàn thành cái vị thế của mình đối với những cổ phiếu thép. Thì sau cái pha rũ lần này, xác suất nhóm thép nó vào sóng là rất cao. Mọi người nhá, sau cái pha rũ lần này, xác suất nhóm thép nó vào sóng là rất cao. Chú ý thêm những con như là GBR này, nó còn đang sau cái pha bị bán mạnh nó đang cân bằng ở bên trên, đúng không? HBG này cân bằng được ở phía trên này, hay là VGS chẳng hạn này, đáy một này, đáy hai mà đang có sự bật lên rồi, nó đang có sự bật lên rồi. Nên nhìn chung nhóm thép giai đoạn này cứ từ tốn mọi người nhé, dòng tiền nó sẽ từ từ nó quay trở lại thôi. Đấy, bây giờ thì nó đang đánh bất động sản, đang đánh chứng khoán, một hai phiên nữa mọi người hoàn toàn có thể thấy là nhóm thép nó bật tăng trở lại và nó sẽ có cái sự đan xen trong các ngày trong tuần, xoay vòng các nhóm. Và cái việc mọi người cầm trong danh mục của mình 5 đến 6 mã và chia đủ ra các ngày nó cũng hết sức là quan trọng. Thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái phiên mà nếu cổ phiếu nó tăng thì chỉ cổ phiếu trên thị trường nó tăng thì cổ phiếu trong danh mục của mình nó cũng sẽ được tăng điểm, không bị áp lực trong những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn mọi người nha. Ok, thì đó là cái video phân tích về cổ phiếu, về thị trường trong ngày hôm nay. Đấy, tiếp tục canh mua đối với những cổ phiếu nào cân bằng được ở phía nền trên mà nó chưa vượt đỉnh thì chúng ta có thể canh mua. Ví dụ những con như DIG chẳng hạn này, HPG
hay đất xanh ở cân bằng ở bên dưới thì chưa ưu tiên cho các bạn lắm. Nếu anh chị em nào mua mới nên ưu tiên những con cổ phiếu nó ở bên trên mọi người nhá, thì những con đấy nó có xác suất vượt vượt rất là cao. Đấy, còn những con ở bên dưới, nếu chúng ta chưa mua được những con ở bên trên thôi thì chúng ta mới tìm đến những con ở bên dưới. Ok, đấy, thì đó là cái video phân tích ngày hôm nay. Anh chị em thấy hay nhớ để lại cho em Trung một lượt like nha. Và anh chị em nào chưa có người đồng hành trong quá trình đầu tư thì có về đội em Trung qua số điện thoại bên dưới màn hình, em Trung sẽ hỗ trợ mọi người những cái tín hiệu cũng như là cái danh mục hàng ngày đó. Thì trong nhóm thì cũng có cập nhật cho cả nhà liên tục trong phiên mọi người nhá, mua bán cái gì, cầm nắm như thế nào. Giai đoạn này tiếp tục cầm nắm thôi. Bên em thì vẫn duy trì cái quan điểm đấy từ rất là lâu rồi, từ phải 1 tháng trước là chúng ta đã lên được cái quan điểm đấy, từ cái giai đoạn mà thị trường nó còn đang ở những cái vùng rất là sâu ở phía bên dưới này, đúng không? Đấy, thị trường của chúng ta mới ở giai đoạn đầu sóng thôi. Mọi người cứ tập trung vào các cổ phiếu, làm thế nào để duy trì được trong 1 vài tháng tới chúng ta có thể kiếm được mức lợi nhuận 20-30%. Một con sóng đi qua chỉ cần đánh full margin như vậy thôi là tài khoản của chúng ta thay đổi rất nhiều rồi mọi người nhá. Ok, bye bye cả nhà nhá.